Ok, mà này chơi con này chơi nghiêm Tôi túc cái đấy, dao lắm lâu rồi. lắm ấy. Game trước chơi với ông Thế Huy Anh hay nào mà. ông Đạo toàn đi đấm người khác, toàn vào cùng đánh nhau, chả thấy ông chịu vượt Linh. cục cái gì cả. Thế thằng Bình lại nối bước của Đạo rồi. Suốt ngày chỉ đi đấm nhau phá game ạ. Ok, Game, game này game. Bình là anh nào? cấm đi đấm người loạt tài, cấm đi đấm cảnh sát. Game Bình ơi, anh Game nói nghiêm túc này. Chơi hôm nay chơi nghiêm túc nha. nói thật. Phá đảo vượt ngục nha. Đây người ta gọi là trốn khu cách ly rồi. Yên tâm em chơi hẳn hoi mà, gì đâu. Đấy. Em chơi Chơi hẳn hoi hẳn mà, hoi đừng mà. lo. Em chơi hẳn hoi Ừ, mà, yên tâm, khỏi đừng có lo. hứa trước, đừng nói trước mình ạ. Cái tóc nào đẹp Từ từ đẹp chỉnh không? Người chơi hẳn hoi mà. DPI xuống tí ạ. Ai hot? Em Tôi lo. hot. Không, Thôi, mẹ để mình thằng Bình. hot nó Thôi đeo cái thôi chỗ map. Mình thôi hot nó đeo cái chỗ map. thôi thôi Mình thôi hot nó thôi không có thôi mở được thôi map. thôi Mình hot không mở được map. Để thôi mình thôi hot. Đạo. Auto Cho để luôn không. bóng Nick đạo. Đúng rồi. gặp ba con game này vì sai bật lên motion blue bật lên luôn Vì nhiều sai phải có cặp đồ họa của Intel bật. cặp nào chả được streamer Cái randomize cặp on của Intel ấy. quấy trời ơi trông gài nghe chất tấm không ạ Cái đấy xử lý đồ họa à tụ tạ. ai 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 hot đấy ai hot tôi 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 thôi cho máy máy tôi hiệp. Máy hiệp bật được cho vì sai Huy đây. máy Cho tôi máy anh cũng được máy play bật được game nhưng này mà có máy tốt hơn. new game hay là continue New new nhá New mới empty này chọn map customize inmate và cap à, chọn cái map gì không nhỉ, hiểu chọn tâm map ý custom từng thăng lại cảnh sát một à ôi chọn không không điên chọn map trốn trên tàu ấy, chọn map trốn trên tàu đi. được được Ông được được từ cứ phải luyện tập từ map dễ nhất đã ông cứ Cái dễ quên đấy, hết nó nút dễ chắc đi. Đéo ai mà nhớ, lâu tỷ năm mà nếu vào game ra vậy chẳng là nhớ đéo. Ôi thằng này tỉnh trông năm giống giống Captain America nhỉ. chết mẹ tôi mời bạn bè ở chỗ nào ấy hay là phải start xong mới mời bạn bè được À để đó xem à. À hình như roi được. À roi được. Cái đó này đi thông qua server Steam hả? Không roi được. ở đâu đấy ở đâu ấy bây giờ làm nào đây Sita. ông anh chọn ấy rồi gì tao phòng tôi Cái đi gì? Không roi được. Không roi được. Không roi được. nhưng mà Không có cũng nút đúng lúc roi. cái tôi vừa mới xem cái phim à tôi vừa xem cái tóm tắt phim vượt ngục ở trên YouTube xong em vào đây đúng lúc chơi phim vượt ngục Đúng nhờ mày đeo gì game này tôi nhớ mời nó ngu lắm Tác chạy luôn đây. không biết mời Đây, đây thôi đây 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 hiểu 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 đã hiểu dễ đã hiểu mà hiểu 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 nhớ 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 ai invite này tao chuẩn bị invite vào này chuẩn bị đánh nhau invite này đấy mời bao người nhá nhá vào chuẩn bị đánh nhau nhá đánh nhau cả phải bảo chương nghiêm túc các bạn từng nghiêm túc xét nhé tính thế nào cũng kích phối kích hợp với hết nhau để vượt ngục nào phải luyện bây tập giờ thì nhớ luyện tập để sau vào này bị đi cách ly covid thì còn trốn được đấy chiến thuật Huy ngay Anh bắt đầu dẫn dụ những người chưa mười đùa thôi nhá tám rồi mấy ông vào game chưa về chia này tao đi luôn hiệp vậy này nào tên là chia chia cho hắn Santiago này đi đều rồi hiệp này tao chọn chia nhân vật hello dấu hiểu đấy tôi ai nút tôi nút vào nùng trong nào game nhỉ rồi này từ từ vào xem anh nút nùng đã à rồi Runco run đi cái cô gì nhanh nhanh đấy nhanh 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 cái ra tập trung ra tập trung đi gì mẹ đấy ăn xong lúc nào tôi rồi lúc nào rồi nè tức tôi anh ơi mày ăn đi cho nên bắn đi tôi đang còn xem nút tôi nùng mà trước tưởng ra kiểu gì đéo gì oh. Đéo hiểu thằng Bình nhá gì ôi đi về cái nhà tù ơi nhìn hoành tráng vậy Bình nhà tù ơi kiểu gì này đứng xa.
ai đây, ai đây, ai ai bên này đây, ai bên này đây? Ôi. Tôi đây. Hiểu quen thông minh vừa vào đã. Đi mẹ con đi tốt. À. Nào bà vô mồm. Mẹ chứng tỏ là thông minh nó cảm ơn. Từ xem nút nổ thế nào đó. Đặt nút nổ mà. Đút nút nút. Bộ trồ một lần mùa rồi. Sử dụng là spay này. Sử dụng là spay này. Pick up là E này. Mở là E này. Đóng là backspace này. Tương tác là E này. Tương tác thứ hai là space này. Đóng là sao nó cho nó space nữa thế. Đi ra thôi. Tăng kết là P này. Đấy, chủ yếu là... Chủ yếu là sử dụng E mới cả space. Ô đây 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 rồi. Tôi đang ở trong một cái phòng này, tôi đúc đồ không ạ? Tôi nhặt được một cái thùng rác. Đi. Không mở được cửa. Một cái túi rác. Đợi. Nó có thời gian phạt đấy mình ạ. Mày hình như mày đang bị phạt. Túi rác này có để làm gì không? Chấp hành, chấp hành. Tôi nhặt được một cái cây 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 một cái bình sơn này. Cái này làm thế nào để bật cái bảng chế độ ấy nhỉ? Tôi nhớ trước à đây tab. Ở đâu? Không phải. Tôi nhớ trước nó có bật cái bảng chế độ ấy, mình làm thế nào mình chế độ mà nhỉ? Hello. Hello anh. Hello. Chế độ gì á? Ờ gì. À, nhưng phải đi đọc sách mới chế được đồ. Bây giờ. Đấm nhau được không nhỉ? Bây giờ quan trọng là bây giờ mình phải tìm một thằng Bình đi làm việc đi theo mũi tên nó chỉ ấy. Bây giờ phải đi vòng quanh cái nhà tù này để tìm một cái đường để thoát đã. À. Đây rồi, Huy anh ơi, tôi nhớ cái chỗ này. Can accept it. Mình có thể mình dưới cái hầm như thế này. À. Tôi đã tìm đường thoát cho team rồi không ạ? Tìm. Đâu? Anh đâu? Ê, ai có dụng cụ kiểu cái gì nhỉ? Nhạc cụ gì không? Có đây. Tôi đây, đưa đây, cho đây. Thằng. Đây. Đâu? Nhạc đâu, cụ đâu. Á? Không có đâu. Ừ. Chỉ có nhạc cụ ra đánh đàn thôi. Đi đâu? Đi đây loot này. Đi loot để tôi trả nhiệm vụ cái. Đâu? Đây, tôi đang đánh đàn này. Đâu? Ông là thằng nào? À đủ đắc quá. Không tên gì? Đó. Đây này, bạn. Mở lên, ấn mở lên tôi mua ra vàng. Ông màu tôi gì, ông màu gì? Rồi anh đi đọc cái. Đây này mà nhìn, nhạc cũ đây. Để đưa thì đưa đàn đây. Nếu đưa được, đàn đi tới đất. À đủ đắc quá. Exercise time kìa, giờ tập thể dục. Đi. Đâu, đi ở chỗ tập thể dục nào. Ủa tính ra cái chỗ này nó hơi nguy hiểm nhá. Mấy ông tập thể lực. Nó có máy gió chúng lại. Mấy ông tập thể lực đi đâu đi đọc sách. Để chế độ. Cái này tập kiểu gì đây? Nó cứ vào. Bấm Q với E vào cái chỗ ấy, vào chỗ vào. Khi vào nó như kiểu nhẽo đi sân ấy. Rồi hết sức đi nằm đã. Đi nằm xong rồi đi đọc sách. Quan trọng tôi nghĩ là đọc sách quan trọng hơn là thể lực. Tôi đọc sách rồi. Ờ cũng được. Tí có được đấm nhau ấy ngục tù không? Không. Ở trong này nó có một cái tờ giấy. Mẹ, muốn đấm cho cay quá. Tí bác có phải là cu không nhỉ? Đấm là lockdown ấy. Muốn đấm là cay ngục quá. Lockdown ấy. Iron Man này. Ôi tôi có thanh sắt không ơi? Cầm đi, Iron Man cần thiết đấy. Nhưng mà... Tôi quên. Mày này, em muốn đấm cho cay ngục quá. Free time, bây giờ. Mày đấm cái cất ấy. Bây giờ, để tôi xem nào. Cái tôi phòng tôi tên là gì ấy nhỉ? Phòng mình ở đâu nhỉ? Tôi tên là gì ấy? Ashley này. Ashley. Đặc quá. Leslie à? Ashley phòng ở đây. Phòng mình là phòng màu vàng, ok. Đây rồi, giấu đồ, giấu thương sắt, ok luôn. Để tôi xem nào, bây giờ tôi có định cái gì đây? Tao đánh cái cảnh sát kìa. Anh đâu? Anh đang ngủ nhá. Phòng của tôi là phòng thằng này có razor blade này, cái dao cạo. Ôi ngon quá, tôi được một mình phòng không ạ? Ở đâu? Không hiểu. Ông đi tìm cho tôi cái nhạc cụ nào để tôi trả nhiệm vụ cái. Nhạc cụ ở đây có cái đàn này. Đâu đưa đây. Trong phòng này. Chó ơi, đấm quá. Lấy đi đưa đây. Đấy, trong đây này. Đấy, trong cái tủ trên kìa, trong cái tủ trên anh. Dây điện này. Ở cái dây giày chứ không phải dây điện. Ở đâu dây điện? Mà đi trả nhiệm vụ thôi. Anh ơi, đàn của anh ơi. Thô tủ của mình mà. À, những cái đồ ấy là phải cất. Đi thôi. Những cái đồ cấm là mình phải nhá. Cất gọn vào. Tôi được tiền rồi. Được rồi.
Me and the band are going to be back on the road one day and making Ơ, chưa suicide phải là video nghĩa, for chưa attract phải là us nghĩa. down some fret instruments. Lại tìm nhạc cụ tiếp à? À, tìm kèn harmonica. Thế Có có phải là gì harmonica đâu, không? mà cái đéo gì, làm đéo Chưa khó. phải là gì ấy mà. Hiệp ơi, tìm cho tôi cái kèn harmonica Chưa cái. phải chứ, Hiệp chả là ơi. gì cả. Chưa phải thấy nó cứ cúi cúi mắt Đây, của tôi. harmonica được. Ở có À, bánh đỡ, quy đỡ, luôn. đỡ, 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 đỡ. Chứ phải là đỡ. Hình như sắp Nghĩa đến là giờ học đấy. À, ăn trưa, ăn chùa, ăn chùa. đâu, nhà ăn chưa ở Ăn chùa, đâu? ăn chùa, ăn chùa. À, Theo đây cái đây. hướng mũi tên nó chỉ ấy. Theo hướng mũi tên nó chỉ ấy. Có lúc nào chạy nhanh không? Đây, đang chạy nhanh ấy. Ship đi chậm. Sit down, sit down, Tớ sit hiểu. Tôi tìm ra một cái đường thoát Ôi, ôi, ôi. cho team mình cái đĩa đúng ấy, rồi không? đánh nhau. Đĩa ấy. Đấm, đấm, Trời đấm gai ơi. ngục không? Đấm cái gì thế? Nếu mà đấm nhanh xong mình lút được đồ của nó ấy, xong mình đi giấu ấy cũng được. Thôi ngồi đây ăn đi, Đấm mà không? còn đây thể Ra, lực. úp. Ra úp một thằng đi, ra úp một thằng đi. Ngồi đây ăn lên thể lực Nhìn á. ngứa mắt quá. Trông có nhìn ngứa mắt quá. Mấy thằng này nó bán đồ này. Ô, thằng này bán crowbar này. Ông nào có tiền không? Đâu đâu, bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu 60, bao 60, nhiêu 60. Lấy đồ ăn kiểu gì? đây này, sáu mươi á. ừ. Mày nghe lấy đồ ăn kiểu gì? Lấy ra cái khay đây, ấn E vào. Ra cái khay đi. Ít mẹ. Bấm E. Chết rồi, đấm nhầm rồi. Đây đây, tôi có 60 tiền này, tôi có 60 tiền này, thằng nào mày? Đây thằng này, thằng dưới này, thằng cái đồng tiền dưới này, tôi đi, tôi đi, tôi đi. Chết Thế à? Ừ, nó đấy. Từ 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 Đâu? ra ra tập trung, ta tập trung á. Rồi. Rốt can rồi, ta tập trung á. Từ từ, thế chưa mua vội nhé. Đâu, nó làm Đấy, gì có ấy nó đâu. đi đấy. Nhưng mà nó có mỗi cái búa này, cái kiểu kiểu cái tô vít với cả cái cạo thôi. Đâu ba có Chứ mà. nó làm gì có. Không có crowbar. Tôi nhớ là Không dở có hơi. rồi. Ơ, thế thằng này mua mất rồi sao ấy? Tôi vừa mới thấy nó có crowbar mà. Ờ, thực ra cái tay chuôi chuôi cầm này cũng ngon này. Cái chuôi cầm này cũng ngon này, anh ơi. Lấy luôn cái chuôi cầm đi. Q mua nha. Ờ. Cái vặn vặn ấy đúng không? Cái chuôi cầm ấy, cái chuôi ấy, nó như nó kiểu nó là gỗ ấy. Cái thứ ba, cái đồ thứ ba, Ờ, đồ cái thứ đồ thứ ba ấy. ba. Ừ. Cái đấy làm gì đâu? Cái này chế đồ đấy. Tôi nhớ là chế Yeah. đồ. Đây lấy nhá, lấy rồi ấy. À, tôi nghĩ là mình nếu mà mình muốn thoát khỏi đây ấy thì mình phải đào hầm. Yeah. Thôi xong, nó kiểm tra bàn đâu ơi. Cơ mẹ. Mẹ nó đi kiểm tra bàn. Ít mẹ, mạnh ơi, nó cứ đuổi Mày chết anh. mẹ đi. Mày bị cảnh Thì sát đuổi là mày chỉ có chết thôi. nó lại có làm gì đâu. Trời, nó đi kiểm tra bàn đúng không ạ? Mẹ vợ cứt. Công nào muốn có thể đi làm việc để lấy ấy. Ông Hiệp đọc sách ở đâu rồi? Thế tôi anh ơi. 70, tôi 79 rồi, 80 à? 80, 80 ấy vậy á? Anh gì 80 thì ông ơi, chế được cái gì anh chưa? gì ơi. Anh Tôi gì chế được ơi. cái là 70 cộng, chế được hết. Ôi, chế được hết rồi á? Tất cả Nhanh mọi vậy, này chế được ok, hết. tốt, 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 tốt. Bây giờ mình phải Tha chế cho quốc Hiệp. em. Bây giờ tôi nghĩ mình phải chế quốc để mình có thể kéo ở đây thì mình phải chế được quốc. Kéo chứ. Chết Anh mẹ gì rồi, ơi. giờ tôi đang cầm cái đồ này mà tôi vào đây có mà chết Thế à. ông đừng Mạnh vào ơi, nữa, ông đi chỗ anh khác đi. Đi mày về nhà đi về phòng đi, phòng tay mà. Về phòng đi. phòng đang có mấy ông kiểm cảnh sát, ông đang kiểm tra đồ. Không phải sợ. Đâu, không, không nào, nó đi hết rồi. Mình đừng có đi đuổi cảnh sát đánh. Ít mẹ. Nó Nó kiểm tra đuổi đồ, cái. ông cất đồ vào góc ấy là cất được mà. Đâu, đâu sợ đâu. Cất đồ vào cái trong cái Rồi ngăn ok. kín ấy. Ok. Thằng binh mày cứ đấm cảnh sát làm cái đéo gì ấy. Nó cứ đuổi em này. Mày chết đi. Chả Chết đi, bị bắt đi. Để cho bị bắt đi. tại mày không đi làm việc chứ sao? Nó chả thế. Mẹ mày đánh đến mai à? Trong cái game này cũng phải là game đánh nhau với cảnh sát. Mày đánh được một có cho một cái mày chết game để game vượt ngục hiểu không? Phó mình cái chết ra tù nhân yếu tê, Lại ngồi nói chuyện là lấy ít tiền. nhưng mà mỗi lần chết được vào bệnh viện thì sợ éo gì nhỉ? Mẹ, thế mình cứ sống mình chơi game mình chơi game mình chơi vào bệnh viện hả? Đi chưa? Trời. Đâu rồi Đi ta? tắm, đi tắm, đi tắm. Đi tắm, đi tắm, đi tắm. Xong tắm được. À, phòng tắm ở đâu đây? Bố. À, trên này. Đây đây, đi theo mũi tên đi. Tắm là hồi thể Tắm lực lên rồi. energy. Ok, thì bây giờ ông Hiệp chế được đồ đúng không?
Bây giờ tập trung ra đây là bàn kế hoạch vượt ngục Gì? ấy. Cái gì? Thằng nào cũng Gì đánh này, nhớ đấy? hiểu. Đừng đấm nhau. Mày đây, thằng nào đấm nhau ấy? Bọn Đang tắm bọn nhá. kia ấy. Tắm một cái Đéo lút được. rồi. Đéo lút được kìa. Đừng lút, lút cảnh sát gì Ở thấy đéo đập có ấy. gì, đéo có gì thằng này, đéo có gì luôn. Cảnh sát gì thấy đéo đập ấy. Thôi đi ra ngoài nào. Nào thôi không ấy, tắm thế thôi. Đi. Đâu? Anh đâu? Tập trung ở đây, tập trung ở Đi, đây đi bàn đâu? bạc kế hoạch Đéo đâu? vượt ngục nào. Ông đâu? Đây, Ông đâu? tôi là Ông đầu thằng chọc à? Đa Đây đu đây. đắc quá này. Đây giờ sao? Đây, Kìa, cứ bọn thôi kia thế đánh này, ok, vẹn dẹp rồi. Bây giờ nhớ, rồi. kế Làm hoạch gì? vượt ngục đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho ông. Đâu đâu? Đi lên đây, Đi. theo tôi. Đi. Bàn kế hoạch mà. Đi Đi giờ là tham xong rồi, ôi. từ từ đi ăn đã, đi ăn xong rồi. Vào vào điểm danh cái rồi đi ra nhé. Không cần phải ăn đâu, mình không cần ăn mà. Có chứ, ăn Mình đàng cần hoàng kiểm mà bỏ bữa. Bỏ bữa đi. Đói. Thế tôi mang đồ ăn vừa đi vừa ăn vậy. Biết sao Ôi, ta. à, mình có thể lấy được cả mấy cái thìa nữa. Lấy được mà. Thôi đi 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 đi. Ashley, you are late. Ôi, lại đánh nhau Mẹ thằng nào đánh nhau ấy. Tít phê. Nó điên mẹ rồi. Thằng nào ấy? Lốt đang thằng Bình. Bình lại mẹ làm trò. Phải cứt. Rồi, đâu đâu đâu, chỗ nào? Đây đi theo tôi, Mẹ thằng nó. Bình đâu? Đây Mẹ đây, nó. đang đây Mẹ gì? nó. Đang đứng đây Mẹ gì? mẹ nó. Đây, Em không trên đây. quan tâm nữa. Kệ nó. Nó bị đuổi kệ nó. Đây, đây, Mình không đi theo. đây. Mình ông không nhìn liên cái quan. phòng này không? Đây là đường thoát đây. Bây giờ Ông nào mà tập thể lực. Đây tôi. Ông tập thể người lực. thấy được không mở. Mẹ rồi, tôi chết rồi. À, phi sang không sợ. Để tôi vào tôi xem xét cho mày ạ. Ok, không à, để Vào đi nấp. thôi. Để nấp. Xuống bên dưới có gì? Xuống có gì không? Ôi. Không mở cái cửa nữa. Ôi. Cần gì? Bây giờ có mấy cửa phải kéo. Có một cái cửa phải kéo. À, cũng hiệp ấn một cái nút đỏ. Hiệp ơi. Trong đây có gì ấy? Có cái Ô, ngon, cứ để đấy, quất vàng. cứ để đấy. Thôi đừng 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 cầm ra. Anh đâu? Cầm ra Anh đâu? mạnh Anh không đâu? được. Cất 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 vào Anh trong. đâu? Ở trên ấy mấy người nhìn theo hướng mũi tên Ông ấy. ấn nút đỏ đi Mấy mà. mũi tên ấy. Ấn nút đỏ đi. E. Đấy đấy, để tôi qua. Từ từ để tôi đi ra trong đó. Ôi, tôi nhặt được một cái xẻng nhá. Khá Đưa ngon. Anh đây à? Anh Để ở đấy. đấy, để ở đấy. Đừng mang đây. Bây giờ mình có thể tận dụng cái mỏ để mình nghỉ thoát này. Được rồi, thăm dò thế thôi. Đổi để đồ ở đây. Đang có cảnh sát ở gần đấy nha, đừng có chui lên. À, thực ra cái phòng này nó kín mà nó không có cửa sổ, cứ lên đi. Tôi Mang nghĩ là theo mình góc cần độ của khá mình. nhiều cuốc nếu mà muốn thoát. Mở cửa ra thôi cái. Đừng mở, Đang có cho cảnh mình sát, qua. đang có cảnh sát, đang có Rồi. cảnh sát. Đấm đây thằng Bình, đi đấm nhau dụ cảnh sát ra Đâu, đi. đừng, không cần. Ra đánh cái đàn đấy. Mẹ. Ô, đi, ra đánh với cái đàn đánh. Ra lấy cái đàn đánh kìa. E, ta e vào. À, không cần kéo đâu. Tôi ấn vào đây là được. Đấy, kịp một hiệp ra đi. Nó chỉ một người ra được Ừ, thôi. xong rồi, ông kéo. Đấy, bây giờ kéo đi. Nhanh. Vào đi. Đi, thôi Nhanh. được, thôi, ok, đi về, đi về, Đi 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 về. đi 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 Ở đi. đây có bạn tâm hương Đường này. này không đi đâu. Đây. Chào anh. Đấy, làm bài nhạc. Ban nhạc. Thôi thôi. Vậy cái là nhạc. Vậy cái Tắt tiếng. Từ từ để bật lại tiếng. Bán nhạc. Nhạc hơi hay luôn. Ôi, vô vẩn đi thôi, sắp đến giờ đi ngủ đấy. Bây giờ quan Thế ở dưới đấy mình phải cần cái gì? Mình cần cái gì? tôi nghĩ là mình cần rất nhiều cuốc để mình có thể cuốc à mình có thể đào được đường để mình thoát. Ông Hiệp ơi, chế cuốc cần cái gì? Để xem. Cuốc. Đây là chân rồng vốn đang vượt ngục. Cái cửa này không đi được. Cái cửa này không đi được. À, xe Đi cần một cửa. cái cờ lâu ba với một cái chuôi gỗ hay một cục băng dính. Băng dính là tôi có này. Cờ lâu ba này một cái chuôi gỗ với một cái băng dính. Tôi Pick xin a xe. băng dính ở trong hình như ông Hiệp cũng có Để tôi xem ấy. nó Sắp có đến đàn không. Ronco, sắp đến Ronco. Băng dính này cố gắng đi Ronco. đi rút của bọn này. Tập trung. Không cẩn thận nha, cổng đồ cấm nó không phép đi qua mấy cái này nha. Rồi Ronco đi ra điểm danh cái được mà không cần phải đứng đâu. Để xem bọn này có cái gì. Ôi đi mẹ ra điểm danh, tôi chỉ chết mẹ. Rồi xong, Bình lại chết.
Đâu là màu gì vậy? Nhà băng mình dính đúng đâu không? Tao ta? thấy có một cái mà nhỉ? Hay là chẳng phải nhỉ? Mà dính hình như ở phòng hiệp có À, này. thì phải không? Đây là phòng hóa ra một tủ thằng mình Màu ạ. À. Thoải lam. mái thôi. Tưởng tủ của ai? Chết mẹ rồi. Đâu băng không Huy có băng dính như vậy nãy thôi sao? Đây vậy, ở đây có một cái rùi cui này, cái phi le này. Hiệp ra tập trung chưa? Đéo hiểu. Rồi. Để tập trung rồi. Không nằm màu xanh ấy. Màu xanh ấy. Rồi, tôi ra rồi. Ra rồi mà ra ấn một cái ra cái nó tinh cái nốt lên cái được mà. Mình không phải đứng ở đấy đâu. Em ra rồi nhá. Em ra rồi nhá. Ui cái gì ấy? Rồi xong lúc đau rồi. Đây đây em tô nha, em về đây, em về đây, em về đây, em về đi đây, về em nhà, về nhà, đi đi em về nhà đấy. Ấn ngủ đi, ấn ngủ đi, ấn ngủ đi. anh nhanh 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 Đây Jordan phòng của mày đây. nhanh Ở đây thằng đừng Jordan này đánh thằng khác nhau, à? ấn ngủ đi. Bên cái mày tên là gì đấy? Ờ Là đây là Jordan. thế hai thằng Jordan à? Jordan. Đéo hiểu. Ủa ai bị đánh gục rồi chưa? Ai đang nằm ngủ mà cục đéo đi còn ai hả? Ai cho ngủ tôi đây? Ai cho ngủ ngủ đi. ở đấy Rồi đấy, sáng dậy rồi. tôi Ờ, mẹ. run cô run cô run Cô cô run run cô cô run run cô run cô cô. Ra điểm danh nhá, ra điểm danh không chết nhá. Bây giờ thì bây giờ mình phải cố gắng mình đi kiếm đồ thôi. Mình có thể mua của mấy thằng này xem có thằng đi lại đánh Thằng nhau này đánh em đấy, anh Clova, ơi. Huyên ơi, Đánh em anh thằng Cameron này có cầm một Clova không Huyên ơi? Ông con bao ơi, tiền bao tiền bao sống ơi, tiền sống ơi, sống ơi. ô đi mẹ Đéo hiểu. à nhặt lút đồ thằng chết tôi bị nó đánh ạ Đéo hiểu đi lốt đi đồ, chết làm gì. Kéo ở đây, thằng này nó nhiệm vụ là cái gì này? Bây giờ mình đi làm nhiệm vụ để kiếm tiền, mình mua đồ nó dễ. đây tôi vẫn làm nhiệm vụ mà tôi có 60 tiền rồi cái cô ba bao tiền Ờ thằng ấy nó bảo là muốn bắt nạt thằng 60 đấy, 60 đấy, ông tìm ở đấy. ở đây tôi đủ rồi thằng tên gì thằng tên Thằng gì Cameron, Cameron. Thằng ấy nó bảo muốn bắt nạt thằng Jordan, nó đánh thằng Jordan à? Ít phải là muốn bắn đánh mình Đánh thằng Jordan là thằng Jordan thôi. Ở đây có hai thằng Jordan, biết đánh thằng Jordan nào rồi đó. Ờ, nhớ. Bình bình đi đây anh bảo đi 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 đi, Đâu? đi, đi. Có này hai cực đi đây có này hai Đi cực nhiệm vụ của mình ở đâu ấy anh? đâu em đâu em Ô thế chết đâu rồi. Nhìn ở dưới dưới cái bảng ấy, dưới cái Mình màu chỗ gì? sao ấy. Chết Mình tôi màu gì? rồi. Màu xanh nước biển. Kia đấy. Đây Get anh the bảo. pilot Đây test với cả đi theo đây Captain đây Squad. Bây giờ đi tôi cần kiếm một theo cái đi. ấy, Đây đi tôi đây giờ tôi cần kiếm. đi ra đây vui cực. Đi đây có này vui cực. Ô anh ơi thằng em đánh em. Đi vào đây. Ô anh ơi. A. Mẹ mày. Vài Mày giòn a. Tôi ngất mẹ rồi. Đừng đấm nó, đừng đánh nó. Đi, đừng Làm nó. tôi ấn nhầm. Bây giờ Rửa tôi tay cần nó một rồi cái đấy. căn phòng này. Mấy cả pilot sket là cái gì nhỉ? À rồi, ok. Yeah, drop, drop, À. Bây giờ tôi cần đi kiếm một cái xà phòng mới cỡ một cái vỏ gối. Ok. À, xà phòng có thì tôi biết chỗ có. Xà phòng thì dễ kiếm Đi đây. mà, xà phòng dễ kiếm. Đây đây, đây. À, xà phòng tôi có rồi. À, mới ở vỏ gối kiếm ở đâu ấy, không ơi. Vỏ gối thì ông Đừng về lấy đấm. thôi. Về tự lấy thôi. Gối ở giường mình ấy. Đây, em ra Sao thiếu đây. có à? Vỏ gối. Đây, Gì? cầm cái này. Tôi chỉ được cái vỏ chăn thôi, không có vỏ gối. Đi tìm đi. Cầm cái gì? Ê, Đừng, từ từ. Đừng đứng thành. À đây, có vỏ gối rồi, có vỏ gối rồi. Thế nào mày lắp cái vỏ chăn về chỗ cũ ấy anh? Ông không cần lắp đâu, ông treo lên tường luôn, treo cái cửa song sắt ấy, chùm lên cái cửa song sắt được ấy. À đây ok. Đứng đấy, đứng đấy, đứng đấy canh. Ờ, à, chứ rồi Rồi mình rồi. ớ nhưng mà Bully đi gặp thằng Bully. Job time, chết là job time ở đâu nhỉ? À, gần nơi phòng tắm ấy. Rồi, vào đây. Đừng đấy nha. Đừng đi Đâu anh đâu. đâu? Cứ đừng đấy. Đấy được chưa? Mẹ em nghi hiệp hại em lắm. Đây Ờ, à, đây, thằng Billy đâu rồi? Billy ở đâu ấy không ơi? Ông có thấy thằng Billy ở đâu không? đây.
Đây đi, đây. xong rồi, đi mẹ, nhầm Nhặt cái này, rồi. nhặt cái này, nhặt cái này. Nhìn xem đây. Mà tép. Rồi xong tôi Đó rồi, đấy. bấm nhầm rồi. Hả? Đi, cầm đồ kim loại đi qua cái máy dò kim Anh loại. nghe Ôi, thằng này, anh nghe thằng này, anh nghe thằng này. Quên. Cắt, cắt vào, cắt vào, cắt vào. Bill đi ở đâu ấy? Thằng Bill đi ở chỗ nào bây giờ? Được chưa, được chưa? Rồi, Rồi, ok. Ok. Thằng Bill đi ở chỗ nào? Đây, à, thấy bây giờ không? Phải Tính luyện tập rồi. thể lực đấy nhá, luyện tập thể lực đấy nhá, bởi vì nếu mà mình đào thì mình phải luyện tập thể lực đấy. Đi vậy hiểm Địt mẹ bọn này lôi súng rồi. Rồi không Ê chạy được đây. à. Bây giờ cố gắng. Em mà mất hết đồ Đồ mẹ. ông sao không để trong hòm? Ông chạy đâu? Ông vứt ra cho Tôi điện đi thoại. trả nhiệm tôi đi trả nhiệm vụ mà không Ông phải là vứt ra cho điện đi. thoại đâu? Ở đâu ấy? Mở cửa ra Mẹ đi. ơi. Mẹ thế nói chuyện đéo. Chưa cần, anh cần một cái đũa Thằng nữa. Billy là nó ở đâu nhỉ? Sao tìm cho thấy ông Billy nhỉ? Billy ơi. Sao tên Biểu đi trả nhiệm vụ. Ra Jody, Jordan. Chơi rồi anh đang kiếm Drew. Đéo có rồi. Ờ thằng Billy là thằng nào không nhỉ? Kiếm cho anh cái chui gỗ, kiếm cho đây đi rồi này. Cái nhiệm vụ này nó ý nó bảo là mình hình đánh như mẹ đường đánh này bắt lạt à, đánh bắt lạt là thằng về Jordan không à, ta đúng không? Đánh hình là đường này không về được. Mình đánh được Jordan đúng chạy không? Em chạy em. Ờ. Hy Xin mẹ sinh đi, hy sinh. Một người hy sinh. Thằng Jordan bây giờ đánh thằng Jordan nào mới là vấn đề này. Thằng Jordan có phải thằng Bình không nhỉ? Có. Đây, đi giờ này em ơi, đúng rồi, đi giờ này em Jordan. Đi, đi, thằng đi giờ này. Cameron này. Đây, đây, đi giờ này. Thằng này YZ này. Thằng Đừng Jordan đi qua này kia cùng nhá. Phòng với mình Về hay sao các ấy nhỉ? phần Bình ạ. Mày đúng không? Mày là Jordan đúng không? Bình để tao thử đánh mày không nào. Thôi đang nào mày chả bị cảnh sát đập, rồi anh đập cho. Rồi. Tôi có văn dính rồi nha. Thì đồ nó cất hết trong cái phòng đặc biệt mẹ rồi. Thì ông Vy Anh ơi, đâu Vy Anh. Mạnh kém nó rồi, cái chui gỗ đi. Chui gỗ bây giờ phải đi mua. Chiếc đồ bây giờ không ăn thua đâu. Bây giờ đang cố để đi tìm đồ đây. Ôi thì mẹ chết. Cảnh sát đến. Đang cố để đi tìm đồ đây nhưng mà cái gì đây? Iron 3 này. Iron 3 nhìn có vẻ ngon lành đấy. Cờ đâu 3. Mình nhìn mấy cái đồ thì mà nhìn nó có vẻ mẹ ơi. Iron 3. Đó, ông làm gì trong phòng của tôi đấy. Thôi bọn này không đánh được nhỉ? Tôi tự ăn rồi. Không thèm mà ăn. Thôi có phải bọn không đánh được nhỉ? Bọn nào? Billy à thằng Jordan có phải thằng Bình không nhỉ? Hay thằng Jordan này nhỉ? Hai thằng Jordan. Đâu biết nên đánh thằng nào. Lấy đồ ăn kiểu gì? Thôi mình ngồi ăn ăn lên thể lực lên máu á. Em sẽ đưa đánh được. Ơ, tôi mất mẹ khả năng đánh rồi. Mày cứ khả năng đánh. Hay tầng này không cho đánh. Thì phải tôi đang gần 5 sao rồi này. Út sao rồi sao? Lạc mẹ rồi, chỗ này khó đi qua. Cái đéo ở đây. Chỗ này khó đi vãi cứt. Bình bình đi ra đây, bình ơi đi ra đây, đi theo anh. Bình bình. Ơ cái gì đấy, mình có làm Ôi gì đâu. Đâu mà sắp mình lên đi sao vậy? Đây, đi này em ơi, đây. Không phải đường này. Đây đi này. 4 sao rưỡi này. Tôi bị cảnh sát đập cho rồi này. À bị cái gì mà nó lập ghê thế? Cái thằng Bully lúc ấy đánh nhau ở đây nó đâu ấy nhỉ? À đây 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 đây, nó chói rồi. Ok, Rongan đã được tích. Nhiệm vụ này bỏ tôi. Béo làm được. Thằng Bully bị cho vào bệnh viện rồi, để mẹ vào tận bệnh viện đánh. Để theo dõi nó đi chỗ vắng, chó này, thì chó chỗ vắng mình mới đánh được. Mẹ đi chỗ nào vắng vắng đấy mày. Damage sao kìa? Đéo hiểu. Cái gì vậy?
Tao phá hoại đi. Em đi đâu? Không em gì cả nhá. Ok gì vậy thật của mình. Run can. Yuri này rồi. Tôi đang ngắm Yuri. À nó cùng phòng với tôi luôn. Mày chết với tao à? Đéo khi. Mày... Đợi đêm ấy, đợi đêm mày... đánh nhau bọn nó không biết mày... đâu. Đợi đêm ấy. Ôi thằng này đánh kinh quá. Đâm tôi sắp chết rồi. Mày á. À, trời ơi tôi bị đâm chết rồi. Cay quá. Trời ơi. Chó nhá. Cay quá, đánh không lại nữa. Mình cầm vũ khí mà con mẹ sao cái vũ khí nó yếu thế. Mẹ đi học thì phải tập thể thao. Tập thể lực thôi. Nằm nghỉ vô lên máu phát. Mình ngay đi lên gác, đi lên gác chỗ vừa lấy ấy. Trong đi nó rồi. Đi lên đấy. Đi lên các chỗ lấy đi em. Đi lên đây em chỉ cái này. Tôi phải khô con chó này. Lên đây, lên đây. Có cái gì đây? Đi các bạn mình... Lên đây em chỉ cho em. Đéo tham thế bị nó nhắc ạ. Đây, đéo tham chưa? Đây, thực ra mình có thể đi làm việc để mình kiếm tiền. Lên đây, nhanh nhanh. Không nhất thiết phải làm ấy đâu. Từng 2 không à? Jordan, ơ thôi, đánh em, mày thử đánh em nào, xem đánh có hoàn thành. Canh cho anh, canh, canh. Canh cảnh sát nha. Ôm làm gì đấy? Ôm gì đấy hả? Rồi vào đây, vào đây, vào đây. Anh nghe vào, anh nghe vào. À đây là kiểu, nhưng mà đi cái đường này khó lắm. Không, tôi mở chơi à? Thôi. Tôi mở chơi chơi thôi, mở với cái phòng. Thôi đừng phí tốn, đừng phí đồ cho mấy cái đồ này, mấy cái này. Không, mấy cái này kiếm dễ. Đi xuống kiểu đó gì đấy? Ra khỏi đây kiểu gì? À đây. Thôi ra đi kìa. Ra sao đi ơi? Ra đi. Đừng đi theo. Đi tắm đi tắm. Tắm nào. Thằng Beauty mẹ. Nó đâu nhỉ? À đây rồi, chó đây. À đây thằng Jordan. Đan. Nhiều người đây. Sammy and the guy trying to finish the chickens. Xếp gì đây? Lucas Bongo Cameron. Đây chứ gì? Chết rồi, tắm này khả năng nó hồi đầy máu rồi. Công nào ta giúp tôi đánh cái này không? Bongo. Bongo đây anh ơi. Bongo bongo. Đây đây. Đây. Công còn mua gì không? Có cái mua đây mình ơi. Crowbar mấy cả cái chuôi ấy. Chạy hai, à. Cái, hai cái đồ quan trọng nhất để chế. Cái chuôi tên là gì? Không phải nói. Cái chuôi nó tên là lên đây cơ mà, đây cơ mà. Cái chuôi nó tên là... Cái chuôi... Đây, ra đây à. Đéo hiểu. Cái yeah. Chuôi nó tên... Đéo nhìn được. Ông vào phần đây, cái quốc là phần 40 cộng ấy. Nó hiện ra là cái chuôi ấy. Lên đứng 2. Nó hiện cái chuôi ở đây. Cái đuốc ở cái quốc ở phần 40 cộng ấy. Đánh hàng quang. Cháu đánh công an gì? Buộc. Đánh nhau đập rồi. Đập nó đi trên này không ai phát hiện đâu. Đánh anh. Bạo động rồi. Đánh nó đi trên này không ai phát hiện đâu. Đây. Gà quá. Vậy gà quá mình ạ. Dinner time. Baby. Ông Hai chuẩn bị úp sọt thằng Bill đi với tôi với anh ơi. Đâu. Đây thằng... À thằng Jordan. Jordan cái mất cái Bill đi. Đâu chỗ nào? Đây nó đang ngồi cạnh tôi này, đi ra chỗ vắng vắng. Đợi 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 xong xong cái tham này nó sẽ đi ra chỗ vắng. Phi xa mày rồi. Nghe nghe. Nếu hiểu không lầm. Tóc vàng này này. Nghe nghe. Đây đây đây. Đâu? Cảnh sát đi rồi. Đấy gì? Ui thằng này cầm đồ. Ui nhóc. Mày nhỏ này. Đó rồi để tôi phi xa. Con mẹ cái thằng này. Đấy đấy đấy. Nói tôi đéo đi được nó đâu. À con mẹ. Đi đéo đi. Đây, đánh được cái gì? Ông chó má lại. Mày đứng yên không ạ? Rồi, chết rồi. Được gì không? Ủa được qua cổ ấy, Timber, Timber, nhặt đi. Hình như Timber để chế chứ ấy hay sao ấy. Tôi như... À đâu, may quá tôi không bị truy nã. Ai bị truy nã đấy? Thế là xong nhiệm vụ chưa? Hình như tôi... Ông thấy cộng tiền... À hình như phải đi trả nhiệm vụ hay sao? Cái nhiệm vụ ấy... Tôi chưa hiểu cái nhiệm vụ này lắm là thế nào.
Vinh anh ạ. Dạ. Nhiệm vụ của tôi nó ghi là Beat the Bully. Nó là kiểu cái kia dưới là gì? Cái bên dưới là nó bảo là Pyrocat với cả, nhưng mà tôi nó bảo là get cái gọi là đi lấy cái gì nhỉ? Đi lấy cái vỏ gối và cái xà phòng. Lấy đi. Nhưng mà lấy rồi nó cũng không hiện cái dấu tích lên. Phải lấy đúng rồi mà. Thế? Phải lấy đúng cái đúng nó chỉ cơ ở trên cái map ấy, nó sẽ có hình kiểu dấu chấm than tam giác ấy. Không phải lấy đúng cái đấy, cái đầu nhiệm vụ nó sẽ có màu xanh, cái khung nền màu xanh ấy. Trên map á? Ừ. Không nền màu xanh á, đéo có. Có mà. Nó hiện ở đâu á? Không. Ở trên map thì nó sẽ là dấu kiểu hình tam giác, xong có dấu chấm than ở giữa, tam giác màu vàng. Ông phải ra chỗ đấy. Đéo có à? Đéo có. Đéo có à? À cũng không hẳn là dấu chấm than, nó là kiểu cái màu vàng xong có cái kiểu cột mốc ấy, à, cắm mốc ở đấy. À, cái tay cầm ấy, ôi trời ơi. Ừ đấy. Đây, thì ra thế, thì ra nó ở trong cái tổ này. Yo, thằng nào đánh nhau đấy? Thằng kia nó tự nhiên cảnh sát đấm, khổ vãi. Đây, đi vào đây lấy cái vỏ gối này, thì ra thế, ôi trời ơi, tưởng thế nào. À, thằng kia có đồ gì lúc đó? Thế mà nó bảo là đi đánh thằng bắt nạt. Tôi có tở đi đánh thằng... Không, thằng... ông lấy xong thì ông mới grab đồ hay sao ấy. À, thì ra thế, lấy thằng hai này lấy được đồ để đi đánh thằng top man à? Đánh nhau bằng gối, hợp lý chưa? Xong rồi đấy, thế giờ làm gì đó? Rồi nó bảo gì? Nó bảo grab... Đây, grab đi. Cái Mexico... Nhưng mà cái địch vẻ tôi đéo có tí điểm thông minh nào. Quên, quên. À, đây, tôi grab rồi. Đây. Đây. Từ từ. Ở đây. Nè. Nó làm cái nào grab không? Ở cái này cần 40 điểm cơ. 40 điểm thông minh cơ. Hiệp ơi, bảo đưa ném cho Hiệp, Hiệp grab cho. Đi theo hồi này. Roll côn rồi, thôi chết rồi, chạy nhanh, không nó đập cho mình nào. Ra, roll côn đi. Chạy nhầm hướng. Chạy nhầm hướng. Em, để im. Bình, để im. Để im, đừng lút. Có sách không nhỉ, để tôi đi. Để im. Để tôi đi đọc sách tí. Tôi mua Chrome 3 nhá. Ừ, Chrome 3 là cứ mua đi càng nhiều càng tốt. Cái gì ấy? Chrome 3 băng dính nữa nhá, băng dính nữa, băng dính. Băng dính nhiều mà, băng dính nhiều mà, ở phòng ông hình như có. Cần nhiều lắm. Cứ mua đi, không thừa đâu. Canh nó. Tôi đang kiếm cho... ông Hiệp biết chỗ nào có sách không? Ui, băng dính. Băng dính đi mua phải 70 tiền cơ. Băng dính nó để ở trong hòn của tôi rồi. Đéo gì đấy? Chỗ bí mật rồi. Băng dính nó để chỗ bí mật rồi. Băng dính đi mua phải 70 tiền cơ, đắt lắm. Băng ôi. Dính nó để chỗ bí mật rồi. Để chỗ ừ. Bí mật. Đủ đô chưa? Cầu lông 3 với cả chuôi gỗ. Từ. Lai ao gì á? Ngủ gì á? Vậy ngủ đây. Mình chưa hiểu cái cơ chế làm nhiệm vụ trong cái game này. Về ngủ đi. Bánh ấy. Đây em về đây. Em ngủ đây. Đây này, bây giờ nếu mà muốn cho nó hiệu quả ấy, thứ nhất là mình sẽ chế được một cái quốc đơn giản. Có cái cảnh sát có chìa khóa màu tím kìa. Chế được quốc 40 cộng mình có thể nâng cấp lên thành cái quốc xịn. Gỗ thì tôi có rồi, gỗ tôi có mấy cộng rồi. Mình chế được cái quốc vàng, quốc xịn ấy thì mình mới đào. Rồi. Ông khác đây, ông để đâu vào hòn này? Để đâu vào hòn này? Đâu, ông đâu? Từ run cô nã, run cô nã. Cô nã. Ok. Rồi đi theo tôi Hiệp, theo tôi. Đây, để tôi ra. Thằng Bình mày cũng đi kiếm đồ đi, mày đi rút đồ đi. Đây. Hiệp đâu rồi? Đây, chỗ tôi này. Rồi, ok. Đi xong. Ừ, có bộ đồ cảnh sát này. Mày đừng lấy đồ cảnh sát nữa mày. Đồ cảnh sát thực ra mình cũng không cần thiết lắm. Đây tôi đặt hai này vào nhá. Đấy ông nhặt đi cái vỏ gối mấy cả cái phà phòng ấy. Ông chế cho tôi. Không biết tôi có ý được không nhỉ? Tôi có cosplay được không nhỉ? Nhưng mà mình nếu mà người khác chế hộ thì có được không nhỉ? Thì đéo được không ơi, không được. Không được, người khác chế hộ nó không được rồi. Mày nhìn tôi à, tôi cosplay này. Đừng, cảnh sát đập chết đấy.
Nó không biết mà, Không biết nó không biết không mà. có, thế ông để trong hòm đi, ông để trong hòm đi, sau này nếu mà có cơ hội dùng. Bách đi 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 ấy, đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi ăn đi hả bay, đi ăn đi hả bay. Có đâu ok chưa? Có đâu ok chưa? Chưa nhưng mà có. Ok, thằng Cái ấy đi đánh ấy. tôi. Mẹ đéo nào đánh tôi. Giờ người. Sao thì tôi ấn 5 nút thì có mẹ tôi ấn nút đi có mẹ thôi xong rồi rồi. Không hiểu. May quá nó không mất đồ. B có cái thằng cảnh sát có cái chìa khóa màu tím ấy, cố gắng ấy. Để em đi. Cố gắng lấy thì mở. Giờ dụ nó không, ra lấy đập muốn nó lấy chìa khóa của cảnh sát không không dễ đâu, bởi vì nó sẽ đi truy đuổi bằng được. Nếu muốn lấy chìa khóa cảnh sát thì ông phải làm được cái chìa khóa giả. Bọn này còn rủ tôi đi gọi là đi và làm cốc bia sau khi công việc. Không hiểu. Nếu mà ông muốn lấy được cái chìa khóa tím, ông muốn lấy được chìa khóa thì ông phải ấy, ông phải nào nào. Thôi tôi phải đi đọc sách á. Tôi phải tăng cái độ tôi có cái làm giả chìa khóa này. Cái làm giả chìa khóa ấy, làm từ xà phòng. Tôi có này, tôi có này. Nhưng mà còn cần cần một cái để đúc chìa khóa nhựa nữa cơ. Có cái đúc rồi. Không đọc sách có ở chỗ nào đấy không? À đây có cái máy tính này, không. Trên tầng. Có đúc luôn. À có cái đúc trước, cái chưa có cái kia. Có cái để chế chìa khóa ấy, nhưng mà đằng nhằng lắm. Mà độ bây giờ quan trọng là kiếm đây cứ lóc ba về chuôi gỗ này. Crowbar tôi có rồi, crowbar có rồi. Tôi vừa kiếm lấy được thêm một cái chuôi gỗ nữa. Có chuôi mà. Có ấy mà. Có chuôi chưa, có chuôi chưa, có chuôi chưa? Ở dưới hầm có một cái cuốc, một cái xẻng. Một cái cuốc, một cái xẻng chưa đủ đâu, bởi vì mình đào nhiều lắm. Mình đào tường lâu mà. Em à, chế đồ. Bây giờ tôi đang cầm một cái gỗ, tôi phải kiếm cái đường nào đi, nếu bị cao, à nếu bị dính. Gỗ có bị đi qua cửa có bị làm sao được? Không, một đồ cứ đồ màu đỏ đi qua cửa bị đánh. Dạ, chắc không? Đồ nó là đồ màu đỏ mà, đồ đồ cấm là đồ màu đỏ mà. Không, đồ xịn là đồ màu đỏ, kiểu nó có ảnh không hưởng ấy, phải. Nó cần thiết đấy. Tôi đi qua thử trong gì không? Tôi đang cầm cái thanh gỗ ở đây. Ông muốn tôi đi qua thử không? Thử đi. Đồ màu đỏ, đây là gì này? Đấy, mẹ. Gì? Đấy, gỗ đấy. Nhanh, 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 về giả. Tôi đang có 3 thanh gỗ rồi, có thể dùng để nâng cấp cuốc khá ngon. Này, có thằng chìa khóa này, mày thấy không? Rồi xong, tôi bị bắn rồi. Đủ đã quá. Đấy. Cố đánh, cố giết cái thằng... Giết tức được đấy, nó cầm súng nó bắn cho thì giết bằng niềm tin này. Ui ôi, nó cầm súng nó bắn. Thế nào bây giờ? Mẹ lằng ngoằng quá, cái nhiệm vụ mãi chưa xong. Tôi chưa kiếm được chỗ nào đọc sách, ông kiếm được chỗ nào đọc sách đi. Đôi em hiệp ấy. Rồi, đừng mở tủ tôi ông hiệp ấy. Đéo hiểu. Lấy tủ tôi mà. Hiếp. Hiếp. Đéo hiểu. Xem cứt. Làm mồm rồi. Em con thì. Tôi giấu hết chỗ bí mật mẹ tôi cho nhìn. Đấy tủ thằng đấy có mấy đồ ấy, có cái đi gỗ ấy. Gỗ để đi up đồ ấy. Còn phết. Cái đấy quan trọng. Cái đấy có quan trọng đấy. Cái đây để up quốc ấy. Để tôi đi tập gym phát. Éo hiểu. Không mà xanh đất biển là... Con có biết chỗ nào đọc sách không? Tôi đéo tìm được chỗ nào đọc sách cả. Hỏi ông Hiệp ấy, ông Hiệp vừa đọc xong gì? Ở trong phòng mà chỗ luôn cao ấy. Cái gì có? Chạy đi thẳng lên. Luôn cô đi thẳng lên. Bảo Hiệp dẫn ra. Luôn cô đi thẳng lên á. Mày đừng đánh nữa. Thông minh lắm trò gì ấy. Từ bây giờ làm trò gì ấy. Thằng Bình đi làm nhiệm vụ kiếm tiền thôi mà. Mình trả hơi. Đánh anh. Hồ vãi cơm. Mày bảo đừng đánh ha. Rôn cô ấy đi thẳng lên này. Đâu kiếm tiền kiểu gì? Tập thể dục đây. Mày đi ra mấy thằng mà có nhiệm vụ màu xanh ấy. Đấy, xong rồi mày bấm vào nhận nhiệm vụ xong à, mày đi ấy. Đâu, chỗ này bị đóng mẹ nó cửa thôi, có vào đéo đâu. Đi thẳng. Đây Ronco cửa chỗ... không có cửa, không có cửa. Ronco là chỗ đi phòng tắm này đúng không? Hay rồi. Tao trai khỏe quá. Không, không đi phòng tắm, đi thẳng. Tập luyện vào, đi tập thể dục vào.
Thẳng lên thì nó ở cái phòng này, nhưng mà phòng này toàn cần chìa khóa đỏ à? Đấy, đi theo Đâu rồi. ông đâu? Tôi Khổ. đang ở chỗ đánh đàn này. Ở đây có cái thư viện này. À đây đây đây, thấy 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 thấy. Đấy đấy, bảo rồi. Mẹ điên thôi, hết mẹ sức ngồi Mày nghỉ khổ vậy. vào bệnh viện. Ui. Ui, thằng này 75 tiền đấy. Thằng Bình, mình đi làm nhiệm vụ đi. Khổ đang đấm thế này, ngày có đồ ngon. Đi mua. Mẹ ngồi nghỉ lại sức. Mệt quá. Cái này nhào. Cái. À cái tăng Đứa gì? ấy ở Ông trong Hiệp đừng có đập vòng. ra một người tôi bây giờ. Mất máu tôi. Ok. Cameron này. Cameron. Lúc tham là cái đó nhỉ? Cameron này. Ăn tham, giờ ăn trưa, giờ ăn trưa. Thôi kia là tôi bỏ ra ăn trưa thôi. Ăn. Ô con mẹ đi đọc Mày. đọc sách thôi mà làm gì căng thế? Em bỏ cứ ăn trưa em đi đọc sách tôi căng thẳng em. Chắc đọc sách yếu nhỉ? Trên này Ủa trên chết này. rồi. Ôi đi mẹ mình làm gì đâu? Chưa hiểu. Cũng chưa muộn nhưng mà cái tội à? Tao cho mày xem. Đi còn mẹ mình có làm gì đâu? Khổ quá. Ui Chưa ngồi hiểu. ăn là lên thể lực rất nhanh nhá. Ông làm đéo gì đây? Em đi đâu? Ai làm đéo gì đấy để cho bị đập như vậy? Ai làm gì đấy? Phòng về phòng về phòng Này về bọn nó phòng đi bắt tất cả về phòng này. Ố thằng nào nhấc cái bàn của tôi về ở đây đây. về. Mày cái đồ quan trọng bố bù loang có vít Mẹ mấy nhiệm vụ này khó với đái đâu làm đấy. tao là tao hãm hại tôi tao để có vít vào trong phòng tôi mẹ tí thằng khác thì nó đập cho Thế mày rồi, ngon thằng bị đưa góc bàn này tham riêng rồi. Bị tham riêng rồi. tôi quên mẹ nó có đường ra đấy rồi. Đây 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 chỗ này. Ok anh biết chỗ đọc sách Này. chưa? Thôi mấy ông chế đồ đi, tôi chả làm nhiệm vụ chế đâu. Mệt lắm, tôi đi tập thể lực cho khỏe. Ông nào có bật lửa không? Không, không có. Có Mấy bật cái lửa hàng sách để tôi tôi đưa làm mà. cái thế thì ông hòa giải cho. Không có, Cái gì không cơ? có. Bảo. Cái gì cơ? Đi tìm, đi tìm. Bật lửa, Dễ. bật lửa. Yeah. Suốt ngày lúc nào này. Sao lúc nào kinh thế nhở? Chốc tham thì đâu mà chốc tham thì làm gì căng? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Làm gì đâu? Mày này, ép người quá đáng à? Ép người quá đáng à? Đi không ăn đéo không dành đéo làm gì hết đi đánh đi còn vậy mình làm gì đâu nhỉ chó ra mình đéo làm gì thì các bạn sẽ gom mình vào tù rồi con chó Mạnh ở phòng B sao nó bị tù nhỉ tôi làm gì đâu rồi. tôi chết rồi vào Đâu tù mất mày. mẹ hết đồ thì còn mẹ trời ơi khổ thân tôi Đâu mày. Hiệp cũng ở phòng bên nữa. sao nhỉ Hiệp ở phòng Các bên à? ông bị nhiều sao quá, ông không đi Có tham vẫn gia đi cộng mà, vẫn đồng. đi ầm ầm. Thì khổ quá. Thì phải vừa mới học đọc sách để đủ để chế đồ xong còn mẹ cha. Đây em Chết ra rồi mất mẹ đây. hết đồ. Job time, job time. Đi làm. Đây, em đang đi đây. Khổ quá. Đấy, Hello. Hiệp đang bị ông kia canh Con mẹ. ạ. Cháu hiểu Yeah, sao? Hiệp đang định làm gì kìa. Mẹ ông kia, ông cứ đứng nhìn. Am fucking Ai. Ông thích. Lưu Đấm luôn, Hiệp. đấm Rồi luôn Hiệp ơi. Ra đấm luôn. thế là Mày nhiệm này, vụ đấm đi, fail đấm đi, mẹ đấm đi. rồi. Đấm đi. Fail luôn cái nhiệm vụ rồi ông ạ. Khổ quá. Đúng nhầm hiệp. Thôi đi kiếm Lấy nhiệm chìa vụ. khóa, lấy chìa khóa cất đi, lấy chìa khóa cất Đấy. đi. Lấy đi chìa khóa, lấy đi. Lấy đi chìa khóa, lấy đi chìa khóa thôi. Ông cắt vào chỗ Đây đây tao đây nói đây đi. đây đây Chắc đây. phải chuẩn bị mặt đi, Đây anh đây 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 đây.
chết mẹ tôi. Đâu? Địt mẹ sao tự nhiên tôi chết dưới đường này? Địt mẹ nó bắn rồi. Ông đâu ơi? Bắn đấy. Đấy, có lút, có lút. Không chưa quá thì phải... Ai bế đây? Ai bế tôi này? Thằng, đi. Thằng bác sĩ rồi, đi cơ mẹ. Lấy đi, đi mẹ. Ê, xong rồi, đi rồi. Bọn nó sẽ thả chó để nó tìm mà, nó không lấy được chìa khóa đâu. Mình chỉ có thể lấy cho cái, mình sao chép, mình cho vào... Đó, có cái sao chép rồi. Cái đéo gì đấy, lại rửa. Rửa tu xeo rồi. Đập đào. Về phòng. Chỉ có cái vật lửa thôi. Ôi, thì nằm nhà hôi máu vậy. Ông sao? Xem có thằng nào bán vật lửa không? Vật lửa đút đấy à, mà. À, cô cần cái chuôi nữa không? Cô còn cái chuôi nữa không? Có. Có gì? Thì tôi mua nhá. Mua đi. Đấy anh ơi, đợi, mua cái đã. Mua cái đã anh ơi, đợi tí. Lại về làm gần mẹ. Tắm cũng yên bọn này. Thôi mình nhận nhiệm vụ khác vậy. Nhận vụ thằng áp này. Áp! Nó bảo mình kêu đây. Nó cứ xếp bừa đi. Thằng này cứ đứng nhìn tôi này. Con mẹ đi nó mà. Lắm thứ thế. Đây trong này này, trong này có này. Đi là tham. Thằng cùng phòng tôi nó bán cái chuôi để tí tôi mua vậy. Đi là tham. Hiệp luôn đi. Đánh luôn đi ơi. Đi đâu đây? Hiệp đâu? Đi Hiệp ơi, sao mày chạy? Thôi, không có chìa khóa bọn nó đâu. Cố ông đéo đi. Đéo Hiệp, Hiệp. Ông bỏ tôi thế à? Mèo bằng đâu, ai rèn. Lại đi street cook out vậy, chưa biết sao giờ. Đấy, ba phòng này. Bây giờ ăn tối rồi. Phí tham, mua đi. Mua gì? Mua chuối. Chuối thằng cùng phòng tôi bán mà, để tối về tôi mua vậy. Không bây vội. Giờ tôi phải đi grab cái này. Đang xin cái chuôi cái. Hiểu cách này vụ rồi. Rồi, grab cái gì đây? Grab the protopen. Ủa cái này đồ cấm đi cô mẹ. Nguy hiểm nha. Ôi, anh tôi tập 100 điểm sức mạnh rồi. Bây giờ tôi one man mẹ ơi. Ơ, grab cái này cái gì đấy? Thì bạn thấy nhờ mình grab cái gì nhỉ? Sao nó không hiện trong này? Ơ, thằng này đâu nhờ mình grab cái đó vậy? Cái thứ ba của cái thanh nhân vật là gì đấy? Sao tôi vào mục grab nó không thấy có cái đồ này nhỉ? Thì anh ấy, cái thứ ba trên thanh là gì đấy? Cái thứ ba gì? Cái trên dưới cái set ấy. Hit là kiểu độ nóng hay sao ấy? Thì như map này nó không có. Ơ cái đồ này đồ đéo gì ấy nhỉ? Sao tôi đéo chế được? Cái map khác nó có. Cái đấy là độ tin tưởng của cảnh sát. Dạ? Yeah. Là độ nghi ngờ. Độ nghi ngờ. Nghe nó nghi ngờ bao nhiêu, càng cao thì mình càng dễ bị bắt. Ơ thì mà cái đồ nhiệm vụ này đồ gì mà sao tôi đéo tìm thế nhỉ? Không tìm thế để chế này không nghe nghe. Chịu, tôi có học. Đéo có trong bảng chế độ luôn. À, mình có thể lấy một cái rũa. Một cái rũa với cả một cái để chế cái chuôi nha. Một cái rũa, một thanh gỗ để chế chuôi. Ok, biết thế. Anh nào bắn mất lửa không? Có ai nào bắn mất lửa không? Có đi tập thể lực nhiều vào còn tí còn anh ơi anh bắn một lửa không anh tập đến 100 thể lực rồi giờ đúng anh bắn một lửa cái nhiệm vụ gì nhỉ nó bảo ôi thì mẹ thằng nào cầm trong phòng đồ nắm ấy này nắm gỗ này ngon trong phòng đồ nắm gỗ đây mở cái picnic lực này là cái gì cân đối à không hiểu mẹ run côn nhanh ra đi về bắn được lửa điểm danh hay sao thì về từ đấy là chưa vẫn chưa làm nổi một nhiệm vụ nào khổ vãi cứt cái nhiệm vụ này nó bảo là đi bây giờ đi chế một cái chậu cây nó kiểu là một cái chậu cây nhưng mà trong cái mục ấy thì nó không có cái chậu cây ôi mẹ chuôi gõ 110 ạ đắt quá
Ừ, chú cũng đắt mà. Nào đấy. Tôi, để tôi về tôi thử mua của thằng cục phòng tôi xem bao nhiêu, hình như nó bán rẻ. Rôn cô hôm xưa. Thì chậu cây là cái gì ở trong game này vậy? Game này đéo có chậu cây. What the fuck, cái nhiệm vụ lin như vậy đấy. Tôi có rất nhiều gỗ nhá. Được cái là tôi thu thập được khá nhiều gỗ. Được cái tôi thu thập được khá là nhiều gỗ. Ủa chết mẹ rồi, chết mẹ nó kiểm tra phòng. Ủa thì cô mẹ thì chết rồi, nó kiểm tra phòng. Ngủ đi, ngủ đi. Ồ, may quá nó kiểm tra đi mẹ tủ của thằng kia đéo kiểm tra tủ của tôi à. Mày cứt tủ của tôi đang để đồ cấm. Đi bàn tủ tôi đang để hai thanh gỗ này. À, tôi có thể cắt được một cái chuôi nhá. Từ từ. Ồ, chết mẹ, rốn côn, tôi chết rồi. Chết mẹ, chết mẹ, chết mẹ. Thì mẹ cái chuôi 100.000 đấy vẫn phải cứt. Rôn côn chạy nhanh, rôn côn chạy nhanh lên. Được mà tí chết. Thế cái nhiệm vụ này thì nó bắt chế cái chậu cây, nó không hiểu được cái chậu cây chế kiểu gì ạ. Thật sự luôn đấy. Để. Đi đi, tôi bấm nhầm rồi, vãi cả cứt. Xong rồi tôi vừa đưa một thằng 70 tiền ạ, vãi cả Đấy. lìn nhầm cho chết thật. Đây ai nó bỏ crap. Cái photopen này là kiểu tật chậu cây đúng không? Chậu cây thì sao nó không có crap được nhở? Sao tôi không có cái crap? Thì thôi làm nhiệm vụ khác thôi. Ủa, làm nhiệm vụ dễ dễ. Bây giờ hủy nhiệm vụ của gì? Vào gì? Không chi. À, ấy kìa. Ok. Vứt đồ ấy nhà ấy. Giữ chuột phải. À, có những vụ gì dễ hơn không? Rút tham là giờ gì? Còn giờ gì? Đi Đó làm cả việc, gì? đi làm việc, đi làm việc, cả làm việc. Ít còn Mày cứ đi theo hẹn này. cái thú tiền vàng nó chỉ. Đấm quản ngục cái gì? Để... Nó bảo cái gì đó đang kìa. Đó là anh đuổi ai này. Quá hai thằng này vào đây đánh nhau ạ. Ăn hỏi. Đấm luôn. Đẹp không biết đánh người nào có. Thôi mày điên à, đéo rồi. Không phải hôm nay à. Từ này bằng văn tính nhưng mà sau ăn khi một thời đồ. gian khá dài thì cuối cùng trong đồ mình vẫn đang không đồng, chưa kiếm được đồng nào cả. Tôi còn vừa vừa bị đưa nhầm cho một thằng 70 tiền lận, Làm gì cày vỡ đái. để mua gì Gì? mua gì Chả để làm gì cả. đi Tôi kiểu tôi tặng nó ấy. đi không mình ngu Nhầm, bấm nhầm. à, cái rũa này cũng ngon này, để mà mình đóng một đồng nào trong người ạ. Khổ quá, có thằng vứt mảnh kính ở đây. Tôi Sao ạ. vứt mảnh kính đây? Nhạc thì nhạc. Tôi chả cần nhặt. Đều thằng này có nhiệm vụ rồi. Bây giờ đi nhận nhiệm vụ rồi. Nhận bừa đi. Kéo đây. Nó Nãy bảo giờ đi mông lấy hồng. cái gì đây. Xem. Nó bảo đi xác định vị trí cái Zaro Blade cho con Jody này.
Thằng dô đi, dô đi. Dô đi. Dô đi. Anh ơi, cho em nhiệm vụ. Anh ơi. Ừ, tóc đang. À, có một thằng tóc đang đầu chọc, có thằng tóc đang có tóc. Gì đây? Đánh nhau gì đây? Để đồ cấm nhá. Nó xác xác định, nó bảo đi xác định vị trí là sao? Xác định vị trí nghĩa là ông cũng đi lấy ấy, nói chung ông phải đi lấy. Đi lấy rồi nhưng mà đéo hiện dấu tích lên. Lấy đúng đồ luôn nhá. Ôi thôi, bất lửa đấy, bất lửa, bất lửa. Bất lửa, bất lửa. Con mẹ thôi, tôi xong rồi. Tôi đang cầm bất lửa trong người. Thì... tôi vứt này, tôi vứt dưới đất đấy, tôi vứt dưới đất đấy. Vứt dưới đất đấy. Ok. Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa? Ok, đây, đây, đây. Ông Long có chạy qua chưa? Đâu? Đấy. Rồi, rồi, rồi. Bình nữa đây. Nhé là phòng mạnh nhá. Thôi nhé là phòng táo. Đây, đưa đây. Đưa luôn. Nét luôn. Anh lấy luôn. Để có thằng tiền lan, lan một à đấy, phòng mạnh cũng có hai cái bất lửa đấy. Nhanh. Rồi ok, xong một nhiệm vụ rồi. Ngon, nai rồi. Nai luôn. Tôi hy sinh vì đại cục phải cần đi. Bây giờ tôi cần cái lược. À không. Lược á, lược nhỏ. Có lược. Thế chế thôi. Chuẩn bị vân ngục nào. Công, bây giờ thứ nhất tôi cần một người đi đánh nhân xác để lấy được cái chìa khóa giả. Thôi. Chìa khóa màu gì, chìa khóa màu gì, không cần phải màu. Chìa khóa thật. Ông màu gì, ông cần chìa khóa màu gì, ông thích làm chìa khóa màu gì. Nhưng màu có ảnh hưởng đến cửa không? Có đấy. Có. Màu đương nhiên có ảnh hưởng đến cửa rồi. Phải cần màu gì chứ mới biết lấy. Cái nhiệm vụ thằng kia ra nhiệm vụ cho tôi đi lấy cái này, nhưng mà thôi tôi để tôi chế cái chuôi. Lấy luôn mà nhiều cái mình có thể hủy nhiệm vụ cho mình cầm luôn. Tôi để tôi lấy cái chuôi hơn. Đéo tội gì. À, gây sự chú ý trong giờ tắm tôi có một nhiệm vụ đấy. Ôi thằng này bán 25 đồng cái ấy này. 25 đồng cái rũa này, tôi cần rũa để có thể làm rũa nhiều mà, rũa ở nhà tôi nhiều mà. Ok, thế tôi có gỗ này, tôi có thể làm chuôi đấy. Phải cần gì? Bây giờ rồi chưa có một gì nhé. Nghe đến là phòng mạnh nhá, nghe đến phòng mạnh. Định đi đánh được. Stay à? Nghe đến là phòng mạnh. Phòng mạnh đâu nhỉ? Nó bảo mình đi đánh cái stay à? Đéo nhiều. Đéo stay không bán đi mày vậy? Thằng stay là thằng nào? Mình thì còn đang đéo có vũ khí gì trong tay. Đi tìm. Nghe không phải phòng mạnh. Chú áo đỏ, chú áo đỏ, chú áo đỏ đấy, đâu? Đánh nhá, đánh nhá. Đánh không? Ừ. Không, không phải chỗ này, không phải chỗ này, không phải chỗ này, chỗ khác. Đừng đánh chỗ này, đánh chỗ này là chết. Chưa, chưa, chưa. Chìa khóa đỏ hình như đi vào cái cửa dưới ấy. Tôi vừa thấy có cửa có cái khóa đỏ ấy. Đây có mấy cái cửa khóa đỏ đây, nhưng mà vào cái cửa này được cái gì, được cái công thì kiếm lấy chìa khóa nó phải có ý nghĩa gì chứ. Ê, thế tôi đang hỏi ý chắc nghĩa. Ông phải đây này. Ở đây ở trong trong phòng ăn có một cái khóa đỏ kìa, có một cửa đỏ kìa. Cửa đỏ để xem cửa này có cái gì. Nhưng à cửa này hình như tôi nhớ là nó có một cái để đi lên, không biết nó có chui ra ngoài không. Có một ống thông gió đi lên. Thế có thực hiện không? Ui đéo gì đấy? Không cần. Có một ống thông gió đi lên. Nếu mà ống thông gió đi lên thì mình phải kiếm được ba cái thứ bình. Ui dồi ôi. Thằng Reste, có ông biết thằng Reste là thằng nào không? Hả? Xem cần hiểu hóa gì. Mày đừng đập tao, bình điên này. Run cô. Nếu mà để chiều khô. Chiều hóa đỏ. Vậy là chiều hóa đỏ nhá. Chìa khóa đỏ đi được nhiều chỗ. Thì đợi tí. Từ tập. Đấy tôi thấy con Rex rồi. À, chìa khóa tím này cũng được rồi. Một cái đỏ, hai là tím. Đánh thì để nó cầm đồ đã, thì phải lấy đồ. Chìa khóa đỏ, nếu mà mình chiếm được chìa khóa đỏ ấy. Nhưng mà không, cái chìa nếu chìa khóa giả tôi nhớ chỉ mở được 1-2 lần thì đấy thôi. Được rồi, lấy đồ làm lại. Rồi. Đánh tôi không đánh bởi vì nếu đánh sẽ bị đập. Thì để tôi đánh thôi, để tôi đánh. Tôi tập full strength rồi. Giờ tôi phải kiếm đồ tôi đập bọn nó. Đồ gì có đam to nhỉ? Gậy sắt này, tôi đang cầm một cái gậy sắt.
Đấy, bây Tôi giờ xong kiểm tra bàn kìa. ôi đi cô mẹ, bàn tôi đang đợi khá là nhiều đồ. Làm việc. Chết mẹ ơi, tôi phải về tôi chế độ. Chiều hoa tím, chiều hoa đỏ, chiều hoa đỏ ngoài này ai, không có thằng thẻ đỏ với chiều hoa đỏ đây. Đây này, Tôi đánh không? nó đây, Để tôi nó đây. vào điểm danh đã, ok. Nhưng mà nó vào trong này rồi, nó vào trong này rồi. Ông đừng đứng ở cửa nhé mày, để nó đóng cửa, để nó đóng cửa. Đánh nha, đánh nha. Tôi đi. Đợi tim, đợi tim, đợi tim, lên. Nó lên rồi, lên rồi. Vào, đuổi không? Trên này ít này, trên này ít này. Đi. Đâu, công đâu đây? Trên đường 2. Thì bạn tôi đang cầm này, nếu đi qua được với cái điểm... Đánh thằng cái hả? Chứ mẹ tôi đang cầm này, nếu đi qua được với cái điểm... Ui, mẹ đông quá. Tôi thả đồ dưới đất ấy, không biết nó có nhặt đồ dưới đất nhỉ? Có đấy, có đấy. Đây thẻ đỏ, thẻ đỏ. Nó có nhặt đồ dưới đất đấy. Đi. Thẻ đỏ em ơi, chịu hoa đỏ, tôi kéo làm đồ chế thẻ. Đi. Có mà, thằng đấy có cả chìa khóa mà, có cả chìa khóa. Nó, nên nó hiện là một là có chìa khóa, hai là có thẻ. Nó có cả thẻ cả chìa khóa mà, tôi nhặt được rồi, tôi cầm trên tay rồi. Thế thì... Tôi muốn cứu em trong tay, như thế trong tâm lòng này. Lại đi thăm ngàn, cầm ngân thôi. Chuy ơi. Vào phòng nó đập con chó, mẹ, con chó nó cay ở đây. Nó hiểu. Nét tôi nói chuyện nào không có học thức. Lấy giờ tôi đi vào thì, phòng Leslie. Nó đập con chó đi. Leslie, con chó đi. Đây, đừng đánh anh. Sao rồi Tham? Tôi có nhiệm vụ phải gây gọi sự đừng chú ý đánh ở anh. Sao Tham? Chốt Tham này, chốt Tham đi ở đây rồi. À, Soul Tham. Ok. Rồi, Missing Complete. Tôi đi. Đây, rét đây là thằng mà là sâu rậm này. Hôm nào vào nắm này. Gì vậy? Không thích ăn đòn. Thằng rét đây là thằng tập full trang rồi. Dạ rồi. À, có điện này. Đi, con mẹ. Sao thằng Jordan đánh mình? Jordan là thằng đạp ấy. Mày. Ra nào? Đang bình. Mày biết anh tập full strength không? Thằng không phải cháu, thằng kia. Tôi chết rồi. Mẹ đi đánh thằng Leslie thì mà khó quá nhỉ? Em gặp súng ba thằng này sát đứng ở đấy đánh đông quá. Dinatam. Ông nào vứt cái đinh trong phòng. Vứt cái đinh dưới đất kìa, không tí nó về kiểm tra để ăn cướp bây giờ. Không, cái đinh ấy không cần thiết, tôi không dùng. Tôi vứt đi đấy. Bây giờ cái thiết kế hoạch cái chìa khóa đổ xong rồi mở cái cửa này à? Ừ. Mà cửa này nếu tôi không nhầm là mình phải chế một cái gọi là cái... Thế thì mấy ông không được đánh nhá, mấy ông không được đánh. Kiểu để tôi kiểu đầu tiên nha, tôi đánh tôi sẽ thế thì gọi phải là... kiếm mấy cái xô, thế thì phải kiếm mấy cái xô để chế được cái để đứng lên này, cái để trồng xô ấy đứng lên này, ba cái xô kiếm được. Kế hoạch nhá, tôi sẽ đánh thằng đấy xong rồi tôi sẽ nhập chìa khóa ở nó, xong rồi tôi sẽ chạy tôi sẽ thả và tôi dụ bọn cảnh sát ra chỗ khác rồi mấy ông chạy ra nhặt thôi, rồi xong nuôi các ông làm gì làm. Có thằng Leslie đâu rồi thì của mẹ. Thôi chết rồi. Cảnh sát nó nhìn nó biết tôi cầm gậy rồi. Nó hiểu không? Ôi thì bạn tôi đánh ở gần cảnh sát gần chết. Còn mày à. Xong rồi. Thằng khóa ra ngoài đây. The Olympian. Khổ vai tôi bị bệnh ngất.